Rồi anh chào Phi ha, mến chào lời TK, chào cô chú anh chị đang xem kênh là TK ha. Con tên Hùng, địa chỉ con là Mỹ Thuận, Túc Trúc Trăng ha. Số điện thoại con là 0967138038, số con xài Zalo ha. Con cảm ơn cô chú clip gọi ủng hộ con khá thành công ha. Clip này con cũng về một số cây nữa, mong cô chú anh chị em đằng xa xem và nhớ ủng hộ con ha, để có động lực để tìm cây đẹp phục vụ cô chú ha. Nay con chỉ về số cây để con giới thiệu từng cây để cho cô chú tham khảo và lựa chọn ha. Con làm mất thời gian của chú ha. Con dòng cây số 1 cây lộc gừng của chú. Cây lộc gừng dáng hơi quái ha. Nay con về được lô 10 cây nu mật khỉ ha. Thằng chi dưới này 22 ha, chiều cao 30, bầu này xe 10 của chú, cây nhỏ như quái ha, rễ dưới đây còn 20 của chú, này một rễ ha. Rồi cây số 1 này con xin rất vô là 500 ha, cây con nhiều cũng quay hơi nhanh ha, có gì là của chú không gõ kết bạn Zalo con ha, để xem nó gõ hơn ha. Số 2 là cây lộc gừng của chú. Nhỏ dáng quái ha. Tính đó này em lấy được chưa? Bản thân dưới này 22 ha. Chiều cao 24. Từ cành ba này tới này 25 ha. Bộ xe 10 của chú. Rồi số 2 lọc gừng của chú hết, bây giờ luôn là 500 luôn ha. Số 3 này nu mật khỉ của chú. Nay cũng về được 10 cây ha. Này con gắt sơ sơ vậy cô chú nghiên cứu gắt lại em con ha. Bản thân vị trí này con là 31 ha. Này con khai thác hơi sơ gì của chú khai thác lại em con ha. Củ đặc 39 ha. Chiều cao 29. Đem nhà hết luôn ha, cũng được nữa. Số 3 này cũng 850.000 ha. Số 4 cũng là nu mật khỉ không chú? Giá cũng khá mềm à, giá khá mềm, giá sinh viên. Này tay cầm có sẵn nha, thì cô chú mình điểm dây theo nhanh chơi ha. Còn thằng dí là 30. Chiều cao 42. Tán ngang về 45 ha. Bầu này. Bầu 28. Rồi cây số 4 này con xin phép vô lưu là 850 luôn ha. Số 5 cũng là trung lưu của chú. Hai cành có sẵn nha. Con cắt thì sơ sơ về của chú nghiên cứu cắt lại ha. Rồi vị trí này ha là 32 ha, chiều cao 50, đường kính bầu 29. Số 5 này con giao lưu là 850 ha. Số 6 cũng là trung lưu của chú. Có vị trí nào của chú gõ kết bạn Zalo con ha, để xem thông số rõ hơn. Tại cây hơi nhiều quá, con quay nó hơi nhanh đó.
còn thân cái dưới này 27 ha, chiều cao 31, đường kính bầu 26 ha. Cây số 6 này con cũng xin rất cho luôn là 8 850 đúng không ạ? Số 7 cũng là nuôi mật thể không chứ? Tay cảnh có sẵn nhân về thúc nhẹ nhẹ lại cái điểm dây theo chơi ha. Quần thân như chiếc này là 30, chiều cao 38, được tính bầu 29. Cái số 7 này cũng tám gửi không chứ? Tiếp tục lên số 8 ha. Cái này vẫn bay cũng khá đẹp ha. Nói vị trí này đi. Vị trí này 31 ha. Chiều cao 65. Cành bay đây tới đây là 50 ha. Được kính bầu 30. Cái có duyên ha. À cái này có duyên. Này điểm dây theo chơi. Rồi cái số 8 này con sẽ luôn là 900 ha. Số 9 là mai tứ quý không chứ? Tứ quý cái này lùng lực không chứ? Vậy đóng vài bo trên đầu nữa mình chơi ha. Này cũng mua của ta nữa, người ta nuôi sẵn nha. Tán đầu đinh. Này cũng có đế tay gai, chứ. Vậy cho anh em tập chơi ha. Quần thân vị trí này là 22 ha. Cái cũ đặt như 32 ha. Chiều cao 18 ha. Bầu 35 ha. Rồi cái máy tứ quý máy số 9 này nó vô luôn là 800 ha. Rồi tiếp tục số 10. Ngoài chung lưu chứ. Cái này cũng tay cài theo sẵn nha, thì cô chú lọc rút gọn hình con ha. Vành thăng 31 ha, chiều cao 62, đường kính bầu 35 ha. Cái này về cho cô chú khai thác thì con còn xuống nữa ha, cũ còn lớn nữa ha. Rồi cái số 10 con số vô luôn là 900 ha. Rồi tiếp tục con lên cây 11 ha. Nay con về được 10 cây thôi chú. Cây này dáng đẹp luôn chú. Lô hoàn thành vị trí này 30 ha, chiều cao 51, đường kính bầu 34 ha. Cái này có gì xưa vô nhà chặt ha, nhưng mà nó không mục ha cô chú. Rồi cây số 11 này con sẽ vô luôn là 1.100.000 ha.
Rồi tiếp tục con lên 12 chứ. 12 cũng là nuôi mật khỉ ha. Bản thân con đôi dí này là 35 ha. Chiều cao 58. Đường kính bầu 28 ha. Rồi cây 12 này con rất như là 900 ha. Tiếp tục lên 13 chú. Cắt sơ thì cô chú cắt lại ngay đây cũng được ha. Bình thăng 30. Chiều cao tắt em chống nghe. Chiều cao 40. Bình thăng 33 ha. Còn mã số 13 này con luôn cũng là 850 ngàn ha. Con bao ship toàn quốc nha cô chú. Bốn là giấy mễ cô chú. Này có cục xù đây nha, lọc ha. Nhỏ. Ô hoành cổ vị trí này là 35 ha. Chiều cao 47. Đế sổ nó được 27 ha. Đường kính bầu 24. Cái này là động lực ha cô chú. Về mình thích chơi game chứ không chơi game thì mình ghép ngũ sắc chơi cũng đẹp nữa ha. Mấy trăm ngàn. 14 này con xin phép vô luôn là 800 ngàn ha. Cũng là giấy Mỹ không chú. Bình thăng rồi vị trí này là 31 ha. Chiều cao là 44 ha. Để sổ được 30. Đường bầu 28 ha. Rồi cây 15 này cũng rất như luôn là 800 luôn ha. Rồi tiếp tục con lên 16 con là giấy mẻ chú. Này con vốn về chơi dáng gió lụa cũng được ha. Trồng xíu gió lụa ha. Này con chú về trồng là gì? Gà gió lụa. Con đo hoành vị trí này là 39 ha. Chiều cao 56. Lấy sổ được 22 ha. Đường kính bầu 25. Cây 16 này con sẽ vô luôn là 1 triệu 200 ngàn ha. Con bao ship toàn quốc thôi chú. Tới 17 cũng là giấy mẻ không chú.
đi, khen tiếp nha. Mình có vị trí này là 31 ha. Chiều cao 54. Cái sổ 26. Đường kính bầu 32. Này gì ép trong tư chưa được không? Tám này cũng con xin phép cho luôn là 800.000 ha. Tiếp tục con lên cây giấy Mỹ không chú, cây này hình thú ha, tông cao ha, nhìn ghép tăng dù chơi cũng được ha, mà cái ghim chơi cũng được ha, quá xa cái lưng. Cái này nó có hai chân trước không chú, đô hoành cổ vị trí này ha, vị trí này là 46 ha, tổng cái cũ đặt con đo vị trí này ha là 92 ha, tổng cái bồ đế là cân 140 vô. Chiều cao 1m7, đường kính bầu 60 ha chú. Cái này clip còn cũng có lên mà như không thành công ha. Rồi số 18 này con xin phép cho luôn là 8.500.000 ha. Rồi mã số 19 cũng là giấy Mỹ không chú, chỉ cần có sẵn cho nha, lắc lượng mau chơi ha. Giờ bây giờ cái máy hàng này hàng lớn giá nó cũng hơi cao của chú, à, cái này bị lỗi con để giá sinh viên cô chú chơi ha. Rồi hoàn thành vị trí này ha là 60 ha. Tổng cô đặt loại vị trí này là 115 ha. Chiều cao là 121 ha. Đường kính bầu 65. Cái này bể chậu của chú. Đây có vị trí này nghe chú. Nó bị chốc vỏ vị trí này ha. Đây bên đây ha. Chứ cái này nó sành đá chẳng ha. Chứ con ngọng ghẻ bên đây nó bị khô chú. Ngọng ghẻ này nhưng mà nó vẫn còn sống bình thường ha. Khô ha. Rồi cái mã số 19 này con xin phép cho luôn là 6.200.000 ha. Lại đây hết khi vô. Đây là cái giấy sắc pháo của chú. Coi giùm em. Cái này nó bị chốc vỏ này của chú. Nếu chú không thích thì cắt bỏ ngay đây cũng được ha. Ây dù. Ây dù dính này. Dính này. Dù chú ơi. Hoành thân vị trí này là 48 ha.
Củ Đà Lạt thì 52 ha. Chiều bay gì 1,5 m không chú? Bộ dài 48 ha. Số 20 này thép vô luôn là 1.800.000 ha. Mẹ khó quay quá. Số 21 này cây giấy trắng luôn chú, cây trắng ghim ha, cái này tông cao, tông tàn dù ha. Nhìn em cái hoành thân của đôi vị trí này là 31 ha, chiều cao 1,5 m, nến bầu 33, này con bao sóng bao ship toàn quốc luôn kêu vô 21 rồi, con sẽ tiêu luôn là 2 triệu ha. Là một cây si gút chậu vô, cây này nằm chậu quá. Xì búp hồng đâu mình có vị trí này là 37 ha. Chiều cao 65. Lọt đồng chậu là 58 ha. Chậu này chậu 65 nghe chú. Cái nằm chậu ở vị trí này nó bị cháy nắng rồi chú. Cái chậu lâu năm nó mới vậy. Cháy nắng gì cô chú xử lý một con ha. Rồi cái 22 con xích là 3 triệu ha. Chịch bên nhé. Đừng nghỉ. À, 23 nè. Cái này. Cái 22 nè. 23 đâu? 23 này 67 này. Này 24 25 ha, có này phải lên 24 đi kiếm hoài lâu quá. Cây 24 này là cây si gút chậu vô. Nó bị lũa toàn thân ha. Vị trí này lũa ha. Già quá táp nắng. Vị trí vậy ha. Cây này cũng con gút chậu. Đo nha, tham khảo rồi cô chú. Vị trí này 115 ha. Tổng về 1,5 m ha. Chiều cao 72 ha. Nghính bầu 65 ha. Cây 24 cây si này con sẽ vô luôn là
1.800.000 ha. Và tiếp tục con lên cái siêu chứ. Cái này con thần sống khỏe chứ ha. Chiều cao là 67 ha. Đo hoành eo chỗ này là 97 ha. Tổng của đặt thì con đo 170 luôn chứ. Cũng bầu dài 76 ha. Cái này có vị trí này táp nắng không chú? Táp đây ha. Tới đây luôn ha. Cái này già quá. Rồi mã số 25 này con sẽ vô lưu là 2.500.000 ha. Rồi 26 là một cây phi lao chứ. Cây này con thần sống vẻ không chứ. Ra mầm sống vẻ ha, nhựa kéo vậy ha. Nên chú về lo trồng an tâm ha. Con đã hoàn thành vị trí này 78 ha. Nó còn cũ đặt chứ cô chú. Chiều cao là 33 ha. Chiều cánh bầu 37 ha. Lộn cây chứ vậy? Lộn cây rồi. 27 giá luôn. Rồi 27 này giá 1.800.000, 1.800.000 cô chú. Đây lộn cây hoài ta. Để đây hả. Rồi 27 tới 26 cô chú ơi. Vàng ngược. Cây mã số 26, 27 này, cây này con sông thường sống vẻ cho ha. Em đi gần đây giùm anh năm mộng cho cô chú, năm mộng sống khỏe cho nha. Đây kéo nhựa dày cho nghe cô chú, nó nạo gì cho nghe, kéo nhựa dày cho nghe anh chú mua gì có an tâm ha. Con đo vị trí này là 81 ha, chứ còn cũ đặt con ốm vừa cho cây khỏe ha. Chiều cao 50, đến bầu 40. Rồi cái 27 tới 26 này con sẽ vô luôn là 2.000.000 ha. Con cũng cảm ơn cô chú đã xem hết clip ha. Con rất mong cô chú xem và ủng hộ con ha. Số điện thoại con là 0967138038, số con xài Zalo ha. Con chân thành cảm ơn cô chú đã xem clip ạ. Con trân trọng kính chào, cảm ơn ạ.